Trong thông báo từ bỏ đảng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên trưởng khoa xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội viết: "Tôi vào đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng." Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nói, việc ông thông báo từ bỏ đảng Cộng sản nhằm để mọi người tham khảo. Ông nói, ông biết một số đảng viên hiện nay cũng muốn ra khỏi đảng, nhưng còn đang chần chừ. Ông mong rằng việc ông công khai từ bỏ đảng sẽ đem lại quyết tâm cho nhiều người. Trước đây thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể có những cái đóng góp ý kiến để cho đảng sửa đổi. Đặc biệt là tôi chờ đợi cái đại hội 12 vừa rồi. Thì tôi hy vọng rằng là mọi người góp ý kiến, bản thân tôi cũng góp một số ý kiến. Thì nghĩ rằng là các đại biểu, người ta có thể có những cái ý kiến, người ta có thể quan tâm và đảng có thể thay đổi được. Nhưng mà sau đại hội 12 thì tôi thấy rằng là những cái hy vọng ấy là không đạt được. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, năm nay 80 tuổi, ông bắt đầu dạy học từ năm 1959. Sau khi nghỉ hưu năm 1988, ông tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, viết sách và hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trong lĩnh vực xây dựng. Những năm qua, ông đã có một số bài viết phản biện chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối của đảng cầm quyền hiện nay và bị cho là mang tính phản động. Trong các bài viết, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng con đường mà đảng Cộng sản chọn là không đúng đường vì chủ thuyết Mác Lênin mang lại lợi ích hại nhiều, làm cho dân tộc Việt Nam phạm những sai lầm và thất bại trong kinh tế, văn hóa và đạo đức. Vẫn kiên trì cái đường lối, kiên trì cái chủ nghĩa Mác Lênin, tôi cho rằng là như thế thì chỉ có thể dẫn cái dân tộc này nó đi nó chậm lại. Mà tôi thấy rằng bản thân mình không tán thành chủ nghĩa Mác Lênin, mà đảng lại là cứ tiếp tục chủ nghĩa Mác Lênin, mà mình vẫn còn ở trong đảng thì như thế thì nó mâu thuẫn. Viết về quyết định từ bỏ đảng Cộng sản của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, blogger Gianbattista Nguyễn Hữu Vinh nhận xét trên Facebook cá nhân rằng một người thầy đáng kính của mình nhớ lại những ngày học Đại học Xây dựng, cứ đến giờ học của thầy Nguyễn Đình Cống là một giờ vui, thoải mái với nhiều câu chuyện lưu truyền đến nhiều thế hệ sau. Mình còn nhớ cô Thìn, vợ thầy và thầy, đi qua nhà ăn sinh viên. Cô ấy mua được ít thức ăn. Thầy thấy sinh viên ăn kham khổ quá, bỏ ra cho chúng nó ăn hết. Cảm phục thầy với tuổi già nhưng chí khí mạnh mẽ. Chuyện công khai từ bỏ đảng đã không còn hiếm hoi trong những năm gần đây. Trong số đó có không ít người là trí thức, đảng viên cấp cao như luật gia Lê Hiếu Đằng, đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng, tiến sĩ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao Động, bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, v.v. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho biết, thông báo từ bỏ đảng của ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng cũng có một số người lên án chỉ trích. Trong thông báo, giáo sư Nguyễn Đình Cống yêu cầu tổ chức đảng Cộng sản xóa tên ông khỏi danh sách bắt đầu từ ngày hôm nay, 3 tháng 2 năm 2016.